Tôi là Huy Tây Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi Bục Linh chết rồi. Và ở tới nơi biển này đó. Ở trước mặt tôi là biển cả. Rồi, để tiếp tục ngày mới. Ngày hôm nay thì để tiếp tục từ 12 con giáp. Và ở đây, tại nơi cùng mình chơi trò dưới biển này. Và ngày hôm nay đó đã về 02:20 nổ đầu miền Bắc đó, quay lên thiệt ở nơi này thì đã nổ đầu, thì để tiếp tục tôi sẽ tiến vào phía dưới. Rồi thì ai có lọc đây để mà tệ lệ nơi vùng linh chích trời này ở dưới biển này đó, tâm linh rất là ghê rợn. Và ngày hôm nay lại tiếp tục ngày mới. Rồi rồi một ngày mới sự linh thiêng về đầu 20 cực kỳ linh thiêng tại này. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Và để tôi tiến vào phía dưới nơi vùng linh chết trời dưới biển này. Đấy, sự quân linh chết trời ở dưới biển này chắc là linh thiêng. Và ở dưới các vị thần ở dưới đây, thần đế, tướng đế và các vị thủy sông hà lai đồng điện và hà bé đại dương đó, rất là nhiều. Và ở đây thì không thấy ai tệ lễ cả. Thì ngày hôm nay tôi cũng có chút xuống để mà chúc tạ lễ vàng bạc và chúc bên trái. Rồi ở đây thì có gai này. Quá thử gai luôn. Rồi cực kỳ linh thiêng. Đấy, ở nơi này thì tròn là đá và cỏ rất là nhiều. Ở phía trước đây có hai hòn đá tướng ở chỗ này. Đấy, hai bên chỗ này thì cực kỳ linh thiêng. Rồi phía dưới đây đó, để tiếp tục thì ngày hôm nay đem trở lại. Ở đây có con chim này để đang kêu đây. À, hiện tại thì có một con cú đang kêu ở phía trong này đó, có một con cú đang kêu quá trời luôn. Thì hơi ngày hôm nay thì hơi gió quá, thì tôi sẽ về phía đây. Rất là gió ở dưới biển này thì toàn là gió.
rồi thì tôi sẽ về phía chỗ này, chỗ nào cũng vậy thôi. Và ở dưới đây là mép biển đó, hiện tại thì đang sóng vỗ đấy. Đó, nó một trắng đấy. Và để tiếp tục tôi sẽ đặt đồ vào lần hương tiếp theo. Đấy. Rồi thì ở dưới biển này ấy, thì ngày hôm nay để mà tờ lễ nhỏ nhỏ chúc tiền nhận bạc và bánh trái thì không có gì, cũng như ở đây không ai tờ lễ cả, thì tôi cũng có chút tiền nhận bạc này để tờ lễ để cho về đó miền Bắc 20 đầu đấy, miền Nam 02. Rồi về sự tâm linh rất là ơn gốc đấy, thì hôm nay cũng có chút nhỏ nhỏ để mà tại lễ. Thì ai có lập đây để mà tại lễ các chi gì ở đây. Rất là tham thiết thôi, thì còn có chút bánh trái để mà tại lễ thôi. Đây. Giờ cũng ít lòng nhiều đó. Và tiền nhân bạc này rồi để tiếp tục thì ngày hôm nay vừa tài lễ vừa tử vi 12 cũng giáp, ngày mai ngày 16 tháng 12 rồi. Rồi thì tôi sẽ lên điện luôn đó, hiện tại thì cũng có bánh trái và tiền nhận bạc. Thì tôi sẽ đốt một liều thuốc này và để ở dưới biển này để mà hút, để em ám lập tại nơi buông lên chết trôi. Rồi thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Và ở đây sự linh thiêng như thế nào và tử vi 12 cùng giáp ngày mai vừa điểm đến tài lộc may mắn đó. Thì ai có lọc đen để mà tờ lệ để ủng hộ chút nhân đèn để mà tài lễ này. Thì nơi này cực kỳ linh thiêng, những bông linh chất trội dưới biển thì rất là linh thiêng đó. Và để tiếp tục thì hôm nay chúc
nhang đèn để mà tẩy lễ tại nơi này. Rồi đèn để sáng và bánh trái và thiện diện bạc cũng đã đặt rồi, thì tôi sẽ khấn vái tại nơi này. Rồi Nam Mô Di Phật, ngày hôm nay thì tôi có chút bánh trái thiện diện bạc này để tẩy lễ các chư vị ở đây: thần nguồn, thủy sông hải lại đồng điện, ân lại thủy mộc và hà bá đại dương, vua thủy đại dương, mộc triều đại dương, hà sa thị phủ và các chị chư vị chích bơm, chích đạn, chích đường, chích xé, chích trôi dưới biển này. Và ngày hôm nay cũng có chút nhỏ nhỏ bánh trái tiền những bạc này để trả lời đó. Thì cố ít lần nhiều thì các chư vị ở đây để mà hiển linh, thì tiếp tục cho những đứa tướng nghề này ngày mai tử vi 12 con giáp. Và ở đây tử vi 12 con giáp sẽ linh thiêng hiển hiện và có các chư vị sẽ cho những đứa lệnh thành hiện thực đi thuốc trăng lằn đấy, đi thuốc lằn ngồi. Rồi thì tôi sẽ đặt trứng gà này đấy. Ở đây có các chư vị thì hãy cho những đứng lên và trứng gà này sẽ hiện lên đó, và để lên nói lên điều này ngày mai tài lộc may mắn tiền tài đấy. Hiện tại thì gió rất là gió, và bắt đầu từ 00 thì từ 00 con số nào đứng lên sẽ hiện lên và các chi gì đã có tại nơi này. 00 01 02 03 04 05 06 vẫn chưa. 07 thì có các chị gì cho trôi dưới đây và các chị hiển linh, trứng gà này sẽ đứng lên đó. 08 09 số 10 11 12 13 14 quá trời luôn. Ở đây hôm nay mũi quá mũi luôn. Thì 14 rồi. 15 16 17 18 19 vẫn chưa đứng thì đứng lên sẽ hiện lên. 20 21 22 23
và 24. 25. 26. Vẫn chưa được này. Thì ở đây ngọn đèn cây này sẽ soi sáng. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 36. Hiện tại thì 36 đã đứng rồi. Đó. Thì ở đây, tại nơi vùng linh chú trôi này, thì ở đây tự để tử vi 12 con giáp. Và ngày mai đó, 36. Đó, 36. 36 63 thì ở tại nơi này. Ngày mai hiện linh và 36 63 thì lập mua vé số miền Nam, miền Trung, miền Bắc. 36 63 thì có các chi gì đã chứng giám và ở đây đã hiển linh và cũng như đã cho dựng đứng trứng gà này đó và đã thành hiện thực tại đây này. 36 63 đó, quê rực rỡ luôn. Thì có đọc tài lễ tại nơi của mình cho trôi này đó và đã đem đến minh mãn tiền tài mọi sự trong trứng gà này và cực kỳ linh thiêng ở tại nơi dưới biển này đó. Ở trên kia thì có cái chai gì đây. Rồi thì tôi sẽ đốt tiền nhận bạc này để trả lời cái chi gì ở đây để mà lãnh tiền nhận bạc này. Rồi. Hiện tại thì tôi tới ngã một cái đấy. Rồi thì cái gì vậy đây để mà lãnh tiền nhận bạc thì tôi sẽ đốt tiền nhận bạc này. Rồi nơi này thì cũng không thấy ai tài lễ cả đó. Tâm linh rất là ghê đợn thì ai có lọc đây để mà tài lễ cái chi gì này thì mới nghe rồi, mấy trước rất là nhiều không thấy ai cả. Đấy. Rồi, tôi đang đốt tiền nhật bạc này để các vị ở đây để em lãnh tiền như vàng bạc.
Rồi, đã cháy rồi. Thì ai chưa đăng ký kênh, nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Đó.